Đây đây, tôi sẽ phỏng vấn bạn Bill. Alo Bill ơi. Em nghe anh ơi. Ok Meta ơi. Em sau khi thi đấu 4 trận đấu mà giành chức vô địch thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Anh nói về Em cảm xúc trước. trước 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 khi vào game 4 thì em khá là hồi hộp. Khá hồi hộp. Bởi vì có hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình thì điểm khá là sát nhau. Vậy là khi mà nhưng mà đến cái lúc mà em ra được con Nafem Nguyệt tộc và Đâu, Silas người tộc em ạ. Silas người Silas tộc. Nguyệt tộc thì em đã chắc chắn là với cả em có một cái Neko sẵn nữa, anh có thấy bài em ra rất nhiều Nguyệt tộc không? Đúng, ừ, anh biết, Thế anh có nhìn thấy. em biết chắc là game này em phải đánh bằng mọi giá, phải đánh cực kỳ kỹ để lấy top 1 thì em có thể vô địch được, bởi vì nếu như em top 2 em vẫn bị thua bạn là Lã Hai Anh một điểm. Đúng thế, đúng thế. Nhưng mà ở cái tên mà cái tên trợ thứ hai em không nhận được cái váy á, là em hơi 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 có một chút quan ngại, bởi vì em không khá Hơi là yêu lo cơ đúng không? Hơi lo đúng không? bởi vì rất sợ Hay lo bị ngủ, bởi vì đơn giản ngủ nếu mà em không có kháng hiệu ứng là chắc chắn em thua của bài của Hải Anh, bởi vì bài Hải Anh có ngủ mà. Chắc chắn là con AFE của em đứng im từ đầu đến cuối. Nhưng mà rất vậy may đấy, nhưng mắn vẫn ra đến được bây bài giờ kháng thì hiệu em vẫn còn hơi 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 lâng lâng anh ạ. Hơi Hơi lâng đúng không? Đúng rồi, cảm giác của vô địch lúc nào nó cũng vậy em ạ. Thế thì em đi Chùa Hà mất nhiều thời gian không? không anh ạ. Không Em à? hỏi tên tuổi trước chứ, À, đưa các bạn biết không em giới chứ. thiệu qua về một chút về Em bản bảo thân đi, thân tuổi tác rồi thì tên thật rồi thì là thuộc đến từ team nào đấy, em giới thiệu cho các bạn để các bạn biết ở đây. em tên thật là Phạm Đình Quảng. Phạm Đình Quảng, ok. Dạ, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1998. 98. Xin chào Hơi tiếc là không phải 99. mọi người thường gọi em với cái tên là Bill hay gọi là Bill Bảnh. Bill, Bill tức là hóa đơn đấy đúng không? Dạ đúng rồi, Bill Đúng của rồi. em ở trong Có vẻ như Bill Gates em anh hay đi ăn đúng không? ạ. Không không anh ơi, Bill này là trong Bill Gates anh ạ. À biểu kết hả? Anh cứ tưởng em lại hay đi ăn, em hay cầm hóa đơn về thì anh mới hỏi như thế. Thế Dạ em là ra như thế à? em đang thuộc biên chế của 8FE anh ạ. Em là thành Em viên của vô địch, 8FE. em vô địch. Fan của 8FE đâu rồi, thử comment tôi xem là em vô địch. Nhưng mà hơi Tám em là em em ơi, ở nói học to lên viện một chút. FPT đúng không? Anh thấy em nói hơi hụt hơi. Thế Lại anh đi. cưới FPT à? Em đang ở ngoài net, sợ À có đang ở chuyện ngoài gì bắt net đầu à? Ok, không sao không sao. Ok không sao. Thế anh thì biết em học FPT đúng không em? em học Dạ. FPT Không anh ơi. à? Em nghỉ học lâu rồi anh ạ. Ờ. Có lẽ là một cái câu hỏi nữa, khi mà ở cái trận đấu cuối cùng ấy, khi mà ba người cạnh tranh trực tiếp với em là cả anh Dũng và bạn Hải Anh ấy, thì em có nghĩ khi mà kể cả ra khi mở ra cái bài Aphelios ấy ra như thế mà em có tự tin cái bài đấy của em top 1 không, hay là vẫn có thể thua được cái bài của bạn Hải Anh, tại vì anh thấy bài Vên cũng là một bài Bắc Binh á. Nếu nếu như bạn Hải Anh đánh 4 xạ thì em còn sợ, còn đánh 2 xạ thì không bao giờ sợ anh ạ. Đấy, anh lúc cuối anh có bảo rồi là có thể đánh 4 Đấy xạ để clear được, anh 4 em xạ thấy lý thì do là nhá. cái Nhưng mà một một điều nữa, ở trong cái tôi quyết định mà mang về chức vô địch cho em, anh có thể thấy là nếu mà cái tôn đấy mà Aphelios của em ấy không random ra cái hút máu là chắc chắn em thua, chắc chắn thua, bởi vì cái góc bắn của Jihin mấy cả con Vayne ở lúc đấy ấy, nó rất là đẹp, tức là nó càn vào cái góc của Aphelios của em rồi, bởi vì là cái góc đấy anh chỉ để ý là có đúng một con Zumi này, một con Warwick, còn đúng hàng rồi. tanh sen sủng các thứ em để bên góc bên trái, thì nên là rất may mắn, cũng là một phần mà con Aphelios random ra cái hút máu thế là giúp cho Bill có thể là shut down được Hải Anh và giành được chức vô địch. Thì một Không cơ hội. anh ơi, em đính chính lại một lần là lúc ấy thực tế trong trận đấu đấy, lúc ấy em còn 43 máu, em vẫn có thể sai lầm được một lần. Anh có thấy em để ý là em để con hai con a xe và em lock con a xe lại không? Thì em có thể cho phép bản thân vấp ngã một lần để em có thể đánh Đúng rồi. đánh 4 săn, em bỏ bớt một con bịa đi vì em đang dư một Em có slot. option rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi Thì lúc thì đấy em đang thờ Jilin đúng không? Đang thờ Jilin. em đang chờ con Zilin 2, nếu không có Zilin 2 thì em bỏ Zilin luôn để em lấy xem đánh 4 săn đánh với nhà đấy để clear nhanh hơn. Bởi vì là nhưng mà thực ra mình đánh giá kiểu bài của Hải Anh hay bài của Bill ấy là một hai cái bài cực kỳ mắc binh. Thực kỳ là hai hai bài mắc binh rồi anh em ạ. Hai bài Đúng rồi, hai quá mắc bài binh. thì đã mất rồi, nhưng mà nếu mà để mà thắng nhà Afe thì chỉ có thể Bốn là xạ bốn anh xạ ạ. thôi. Phải Bốn là bốn xạ, xạ bốn xạ, đúng rồi, bốn là xạ. hai con hùn trong cái late game đấy không có tác dụng gì lắm, Đúng con thế. defense cả con rắn không có tác dụng gì Làm lắm. thế nào để clear nhanh nhất, bởi vì cái đồ của Jhin rất mắc binh, đồ Jhin hai diệt khổng lồ anh em ạ, Vayne thì ba Dạ đồ đúng rồi, chuẩn anh em ạ, đồ mắc đạn binh. lạc, đạn lạc là có thể bay màu Lạc hay xuống thì Aphelios. mới có thể thôi anh em ạ. Nói chung là vẫn mình nghĩ là nên xoay bốn xạ, nếu mà được thì nên xoay bốn xạ. Lên 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 xoay một. Nhưng mà lúc đấy mà để bắt lại, lúc đấy Hải Anh có Vayne này, có bắt lại con Dinh với con Teemo, không biết là chắc là không run ra thôi, em nghĩ là không run ra. Mà tầm lúc đấy là Hải Anh chỉ còn đúng một trận chung kết nữa, tức là lúc đấy thì Bill có lợi thế về máu,
Còn Hải Anh Dạ đúng thì rồi. ít máu hơn, là Hải Anh trận nào cũng là trận chung kết rồi, chỉ cần thua là Hải Anh thua. Còn Bill thì có thể là thua một tôn thì tôn sau vẫn sửa được. Thì đấy là lợi thế của Bill ở cái trận đấu cuối cùng. Là như thế anh em ạ. Dạ đúng rồi. Sở tiêu Tại rep vì bật mic này. Ông Bon tôi thì đang bật định bật bích rủ đây. Bonzi đánh 4-4. Xúc luôn anh ạ, 4-4. 4-4 cái gì? À, nhầm 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 5 năm nhầm chứ nhầm anh nhầm ơi. nhầm à, Thế nhầm em ơi. thế ok, phỏng vấn người vô địch. Thế còn Tiếp chứ, em hỏi một tiếp em đi. Phỏng vấn tiếp vô địch Anh nhá. phải con Vên phải có đại bác mới ăn được AFE ạ. Không 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 không. Không, 4 thiệt xạ là cả bốn đã thời ở gian ăn rồi. được. 4 thiệt xạ, 6 thiệt xạ. Anh Dũng cảm thấy vị Bạn trí ấy top 3 tham của mình như nào, anh Dũng? event quá. Nhưng mà Đúng thế rồi, không event 2 tin băng có tác dụng gì đâu. Thế thì anh à, ơi, anh Dũng cảm thấy cái vị trí top 3 kiểu thỏa mãn chưa hay là nói chung là thỏa mãn thì không thỏa mãn được, có giờ là thỏa mãn đâu, nhưng mà đúng anh rồi cố gắng hết sức mình để đánh cố gắng rồi. hết sức đúng không? Thì Bài trận anh em cuối tí họ không mạnh muốn rồi. sớm, với cả em nhìn đổ anh không, ra ra người đá anh ba kiếm, hai cái đai máu, hai cái nước mắt, xong rồi lại ra thêm đai máu nữa, xạ giáp nữa, khả vét nữa, thế anh không làm Không gì hết sức được. rồi, trận đấy là top 4 là Bài của anh trận cũng hết cuối sức. kiểu người ta mạnh sớm, với hai nhà cạnh tranh mạnh sớm quá nên không làm gì được. Đúng rồi. Cố gắng hết sức Mạnh, thôi thứ để nhất là vào mạnh top sớm, 1. thứ hai là những cái bài đấy là những bài top 1, những bài không có cửa thua. Anh Bài đánh hai ba AFM. trận hôm nay đều không có tinh anh dùng được đến cuối mà toàn phải đổi tinh anh liên tục. Em nhìn thấy trận Ahi với trận thị xạ cuối không? Có dùng được tinh anh đâu, toàn bị ấy mà. Nói chung em thấy là ba bạn mà giành vị trí 1 2 3 là ba bạn quá sún đá anh em ạ. Các ông đánh ổn định quá Quá nha, rồi. 4 game đánh quá ổn định, cả ba bạn đánh đều quá ổn định anh em ạ. Anh em ạ. Bạn nói chung là nhá, còn ai nữa nhỉ? Ô, cái bạn giải ba đâu? À và giải nhì Đang đâu rồi? đi nói định nói gì đấy? Bon đang ở nó đang định nói. Bin ơi, Bin định nói gì à? Bin Bin nói tiếp À. đi. Có lẽ em đang định hỏi anh Steel là tại sao game cuối lại đánh kiểu đấy. Đánh Tại kiểu gì? vì cái lúc mà em thấy anh lắp hai Zeke là em đã nghĩ anh đã không hướng đến top 1 rồi. Đúng Không rồi. em ơi, tại vì bái không còn một cái hướng nào để đép cả. Bây giờ nhá, nếu mà em để đồ không có thần tài, không thứ nhất là không giữ máu được. Bài cũng Em mua nhìn thần thấy tài từ tôi khi rồi. anh lắp hai cái Zeke thì anh mới có khả năng lên được không? Và anh không hướng đến top 1 mà anh chỉ hướng vào top và để cống hiến đó nhờ. Những trận đấu tốt nhất và theo cái đồ mà xoay tình huống thôi, em hiểu không? Chứ anh không cạnh tranh top 1, anh cạnh tranh với cả hai nhà Bạn kia bạn thôi, em giải hiểu không? nhì đúng không? Giải nhì. Nếu mà nhá, nếu mà build top Bài 1 đúng không? Mà Hải Anh dưới top anh thì anh vẫn được top 2 mà, giải ừ, nhì giải mà. nhì thì đấy. Thì gọi Thì là em mình biết. cố gắng hết sức thôi chứ không phải là mình thường đến top 1 Chứ để còn lắp cái đồ đồ anh Dũng đấy. là rất khó vô địch, đồ anh Dũng đồ đấy không vô địch được anh em Bây giờ ra người đá, anh cầm ba kiếm, hai đai máu, hai nước mắt rất là khó, không không làm gì được. Không lắp là chết. Không rồi. lắp chết luôn. Đồ lúc đầu game xấu như thế bảo Bonzi chỉ có thần tài mới giúp Đúng Steel là rồi. tốt thôi, Không có thần tài không ạ? có Tôi thần chờ tài thần thì tài mà không có. có thần tài chịu rồi. Đúng Với là quan trọng nhất đấy, anh em hiểu là hai cái bài kia là hai bài đánh chỉ một hướng thôi, ra hai cái tinh anh đấy rồi. chỉ dẫm theo một hướng thôi, ra ba Bài sao là ra hai bốn bài hướng thôi, đánh được, đánh chốt luôn từ đầu được, không phải xoay bài. chốt luôn không phải làm gì hết, như thế mà đi thẳng lên thôi. Nhưng Đồ mà đẹp, đồ thì đẹp mình chạy mới trước, bảo anh em đồ đẹp là cái thế quan mạnh trọng của là cái cái nhà việc bên mà anh em không mất hướng đi ấy, là anh em không mất quá nhiều tiền để em việc xoay anh em ạ. Anh em lúc anh em xoay là anh em chỉ pick những con anh em cần thôi, những bài là mà đã xác định được hướng đi. AFE giao người đá, em thấy bước mặt lớn nhất là giao người đá, má rơi quả mẹ eco 20 tiền luôn là Ừ không thì ra đây, một giáp, một cái quả đấy nhá, giáp em nhớ này, 20 tiền một đánh ra đúng một không? con rắc, một con rắc với cả một con hai tiền nữa là đẩy cái mốc tiền lên là mốc 20, xong một tôn sau là 27 tiền, xong rồi kết hợp là ra thêm một con silat nữa để hóa một con silat hai nữa là 6 silat, là bài đấy đồ đẹp luôn, làm ra một cái cung, một cái găng nữa, mà bài móc binh Bước mặt ở ở ở đấy tôn không thường tôn là cái gì tôn mà quái toàn anh tiền nhưng mà ạ. có đủ luôn Bài á, bước mặt bài đỉnh ở đấy. bài em đến ra người đá mới có 6 tiền, không tích đủ 10 tiền luôn, ra quá nhiều silat, Sao điều gì lát về AFE? 10 tiền luôn. Đưa anh Tân tắt người mic rồi đá anh em ơi, đưa anh tắt mic không không là hỏi được. sự Bởi vì anh em ạ, anh em nhìn những cái tên này nhá, một người ta này, TG Steelnet, các bạn ấy ở trong rank thách đấu anh em gặp quá nhiều rồi. Anh em mà bảo bảo các bạn đỏ vô địch nhờ may mắn á, anh chỉ một phần thôi anh em ạ. Phải biết chơi một nữa. phần thôi, một phần Bây thôi. giờ ví dụ bây giờ anh em đố ông nào mà đỏ mãi xong ông ấy vào lobby này ông ấy vô địch rồi đấy. Khó lắm anh em ạ, khó lắm. Cái đỏ có thể bị đè ở cái trình đấy anh em ạ. Nhưng mà vừa có trình vừa đỏ ấy thì là vô địch. Đấy là như thế. Thế thôi, chắc là bây giờ anh em mình đánh 5 năm và chúc mừng chức vô địch của Bill và huy chương đồng của anh Dũng. Và hơi tiếc, em chỉ tiếc anh ơi, em chỉ tiếc cho Đức Anh thôi, là Đức Anh không được hai vé xe để đi đi chơi với chị Nắng. Hơi tiếc một Giải tí. bốn làm gì có Thì không có thì có em mới giải tiếc, đúng bốn không? đâu Thì hơi tiếc, nhưng em nghĩ mà là anh vừa tặng cho đây anh bốn hộp rồi, an ủi rồi, em thì có an ủi bốn em, hộp anh hiểu em. em ra Hà Nội đi rồi có yên Ok tâm. anh ơi, thế mới là người anh. Thôi đánh 5 năm anh em nhỉ. Cuối cùng là Cho em nói thêm vài câu nữa được không? ok, nói đi, em nói. Tết thì em xin cảm ơn Nimo TV
và anh em Carter rồi những viewer đã theo dõi giải đấu từ vòng loại đến bây giờ. Thì hiện tại em là nhà vô địch, là chủ soạn mùa 4. Em khá tự hào về cái lần vô địch này. Hẹn mọi người và anh em có thể gặp lại nhau ở giải The Chosen Team mùa mấy nhỉ? Mùa tức là cuối tháng này em, mùa này luôn, cuối tháng này luôn em. Thì em vẫn thuộc biên chế của 8FA anh ạ. Em sẽ làm lại cái chức vô địch lần nữa anh ạ. 8FA vô địch. Ok, cảm ơn em. Chúc mừng em, chúc mừng cá nhân em và team 8FA. Anh em ơi, bạn đứng thứ hai, bạn ấy không thoát khỏi Discord rồi anh em ơi. Gọi lại anh đi, bạn Hải Anh đâu? Không thấy bạn trong Discord anh em ơi. Anh em nào quen bạn bảo bạn vào đi, mình phỏng vấn bạn cái. Bởi vì bài mình muốn hỏi Hải Anh là xem bài Hải Anh có nghĩ đến cái việc mà có thể thắng được nhà Aphelios không? Để xem Hải Anh trả lời nha. À đây. Đây vào bên này. Đây. Alo chào Hải Anh nhá. Chào Bon. Ui rồi. Ui giọng hay thế. Rồi. Ui rồi. Anh em ơi. Chào bạn nhá. Mình hơi run một tí, mình nghe bạn chào lại mình hơi run một tí. Bạn có ở trong round đấu cuối cùng ấy, ở trong round đấu cuối cùng khi mà đối đầu với cả nhà Aphelios thì bạn có nghĩ cái đội hình của bạn có thể thắng được bài Aphelios không? Nếu mà với cái lineup như hiện tại ở cái thời điểm đấy. Thật rất là khó để ăn được ở round đó. Tôi đi thử trước, mình đã nhặt đồ fail một lần một tôn. Lẽ là mình nhận nhận mấy chiếu mới đúng. Bạn bảo nhặt gì cơ? Mình nhận mấy chiếu. À máy chiếu. Lúc đầu cũng là vô dụng. Mình là mình ngăn chặn bạn lên giọt 2 thôi. À bạn không muốn bạn lên giọt 2 nên bạn nhặt cái vút rồng, con roi cả vút rồng đấy đúng không? Đúng rồi, nhưng bây giờ thì không tác dụng với bài Afe. Đúng rồi, không có tác dụng. Một cái máy chiếu thì nó sẽ giúp cho hạn chế một chút thôi. Hạn chế một chút. Afe Leo hạn chế một chút thôi. Và mình không bị counter nữa. Mình bị con Lydia 2 và con đồ 2. Và nhưng mà bà đỉnh cứ dưới mà. Đúng rồi, giọng của cái giữa game là thua. Nhưng mà tớ thấy là con Revenge 2 với con rắn về lết nó không có nhiều impact lắm. Đúng rồi, đang định bảo là sao không đánh 4 thiết xạ thì không nhiều impact lắm. Nửa thắng nó sẽ cao hơn nhiều nếu mà đánh 4 thiết xạ. Ừ. Tại vì đánh 4 thiết xạ rồi. Thiết xạ không, anh đánh 4 thiết xạ và 6 thiết xạ rồi ăn được anh ạ. Bởi vì cái viên của bọn nó thiết xạ nhiều lúc ảo lắm, nó chết ở trong góc mà em bị nhiều lần như thế rồi. Nên là em mới bảo là cái viên nảy của bọn thiết xạ ấy nó rất ảo, nó thậm chí nó chết luôn con Alpha Leo 3 ấy anh em ạ, mình bị nhiều lắm rồi. Tại vì là bí ẩn là không cần, thế là con event thì rồi, con event không cần luôn, không cần luôn, không có tác dụng gì lắm. Phát của em là xếp hay mà, chẳng qua hơi đen thôi. Hơi đen là da hút máu. Còn xếp mắc binh rồi mà, xếp bắn dàn yếu mắc binh. Phát đấy mà kiểu thắng mà đẩy được cũng phải gần phải 25 26 máu ấy là còn là ngang ngang nhau rồi, mỗi nhà một dao cuối. Thật ra con Zin cầm hai diệt đó có 4 xạ thì tăng đam sau thì một viên là chết. Nhưng mà lúc đó thì hơi khó kiếm được hai thiệt xạ hay sao. Hai ba tiền. Không cần hai sao. Chỉ cần 4 thiện xạ thôi. Tại vì đồ của Vayne và đồ của Jin quá mốc binh. Một hai cái diệt với cả con Vayne cầm 3 đồ chuẩn thì bài quá mốc binh. Nhưng mà nếu nhá, nếu có một điều muốn ấy thì bây giờ mình muốn cho anh em xem lại cái kèo đấy. Nếu mà kiểu tu lại được nhở, xong rồi cho 4 thiện xạ và đập nhau với nhà đấy xem mình nhà nào ăn nhở. Đấy là kiểu muốn mỗi cái đấy thôi. Còn bây giờ trận đấu này kết thúc rồi anh em, làm gì còn gì để nói không? Rồi phỏng vấn gì Hải Anh nữa nhở? Hải Anh đánh giải nhiều chưa hay là đây là cái giải giải mà đầu tiên Hải Anh giành giành được? Hải Anh đã tham gia giải đấu các đội giải đấu khác nhiều chưa? Chưa, mình chưa tham gia các giải đấu tính tổ chức cao nào cả. Ừ. Đây là giải đấu đầu giải thứ hai. Giải thứ hai. Lần trước vừa có tham gia giờ xuyên team. Ừ. Nhưng mà giành giải mấy? Giải mấy? Hải Anh giành giải mấy nhở? Team CH tầm về loại ngay vòng vòng bảng ạ. À, Team CH à? Ừ, mình biết. Team CH. Đức Anh tắt mic không phỏng vấn được anh em ơi. Đức Anh tắt mic rồi. Đây này. Đức Anh like rồi. Like rồi, đang like rồi. Mình có một thắc mắc là người được hồi sinh có được nhận giải thưởng không vậy? Có chứ. Được chứ. Có. Như bình thường. Chia cho các tư. Hôm nay bạn đánh hay rồi, bạn đánh hay rồi với cả là cũng gọi là gì cả. Một phần may mắn và một phần may mắn Hải Anh ơi, Hải Anh có thể giới thiệu qua về bản thân, tên tuổi, giới tính rồi thì như nào đấy đi. Công việc hiện tại là, hình như là Hải Anh là bác sĩ đâu, thấy ảnh bác sĩ. Bác sĩ à? Đúng. Mình là sinh viên y năm cuối. À bạn học đấy. Bạn học y Hà Nội à? Thấy đúng rồi. À thấy mặc đồ bác sĩ. Ô, này. Bạn bạn
Thôi 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 bạn ơi. Bạn cứ giới thiệu đi. Họ hàng mình là toàn làm nghề y đấy. Em anh Dũng em cũng đang đang nói là em mấy bạn học ghi cũng lắm. Khỏi không? Hải anh không biết hả? Hải anh biết không? Mình tên là Nguyễn Hải Anh. Mình chơi TFT được 3 mùa rồi và mình theo dõi team TG từ bắt đầu đợt dịch Covid năm năm trước. Ô, bạn bắt đầu bạn chơi từ lúc đợt dịch bạn tức là đợt đấy là cũng ở nhà thôi đúng không? Ở nhà rồi chơi từ cao thủ không điểm. Bạn và... có cái tên thì là giống tên của mình nhưng mà cái họ lại là giống tên người yêu đậu đậu bạn ạ. Họ bạn cùng bỏ. Tên đúng không? Cùng tên với bọ đúng cùng không? Cùng tên với bọ. Bạn cùng tên với mình nhưng mà lại cùng tên với người yêu đậu. Cùng cả họ cả tên anh em ạ. Kêu Hải anh có xem fit không? Hải anh em có là người ủng hộ của tôi fit anh. Hôm đi họp vừa là vừa rồi. Em có đi họp anh. Thế à, thế anh Dũng mà không còn nhớ luôn. Ngồi cạnh nhớ. Em bảo là em sẽ về đăng ký ủng hộ cho anh Tiêu này, Tiêu bảo anh Tiêu nhiều người ủng hộ rồi, em không cần thêm. Hải anh sinh năm bao nhiêu? Hải anh mà học y năm cuối, y năm cuối 96 anh em ơi, chắc chắn 96 luôn. Nếu mà học y năm cuối đúng không? Bạn học đúng rồi. À đấy, tại vì bạn mình cũng là y năm cuối mà anh em, bằng tuổi mình cũng đang học năm cuối y á, chắc chắn 96 luôn em ạ. Thì Hải anh ấy, em có cảm nghĩ gì khi mà TG Fit bị loại từ vòng loại không? Em nghĩ là TG Fit chắc là giờ này công việc bận nhiều với chắc là đang có em bé, sắp có em bé nên là dần mình dành nhiều thời gian gia đình hơn nên TG Fit mới không chơi hát giải này thôi. Hợp lý bạn ơi, hợp lý nhờ. Anh Fit sắp có em bé à? Không, tất cả chỉ là ngụy biện thôi nhưng mà kiểu cứ không em nghĩ là có rồi. Ông nói chung không, là nhờ lại cho các bạn khác nữa đấy, cho Hải Anh thể hiện đúng không? Đúng. Anh thì mới có anh Fit Cát hôm nay với tôi đấy chứ anh em. Đúng không? Phải có nhiều người được thể hiện chứ đúng không? Bận đóng hộp anh Fit, bận đóng hộp anh em ơi, anh Fit bận đóng hộp. Mà tôi với Green là hai người mỗi người vào chung kết hai lần này, đấy, hợp lý rồi. Tôi là trận nào cũng được vào chung kết anh em ơi nhưng mà ở vị trí cắt giải. Anh ơi em được ăn đôi, em là làm cú ăn đôi. Ăn đôi gì? Ăn đôi vô địch anh. Sao lại ăn đôi vô địch? Mùa 1 á. À mùa 1 anh em mình vào chung kết cả hai giải. Hãy tham gia group TG và những người bạn. Subscribe và nhấn chuông kênh Tô Gaming để theo dõi các giải đấu đương trên trình lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.